cách điều trị viêm loét dạ dày tá tràng tốt nhất tại nhà. Khi mà chúng ta điều trị ấy, thì bản chất của nó là do cái dịch axit nó sẽ tăng tiết ra. Nên là cái đầu tiên mọi người có thể là khi mà chúng ta điều trị là chúng ta cố gắng chúng ta làm trung hòa cái dịch axit ở trong cái dạ dày của chúng ta. Thế thì để mà trung hòa cái dịch axit này thì mọi người có thể là uống những cái nước mà có tính kiềm, ăn những thực phẩm mà có tính kiềm. Thế thì cái nước mà có tính kiềm thì một số những cái nước kiềm ấy, mọi người có nước lọc kiềm ấy, chúng ta uống vào. Những người mà đang đau rất dạ dày thì chúng ta uống cái đấy thì nó sẽ là đỡ cái tình trạng đau cho chúng ta. Đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai nữa là gì? Đó là một số những thực phẩm mà có tính kiềm, thường những thực phẩm có tính kiềm nó nằm ở trong rau nhiều hơn, đặc biệt là một số những cái quả mà chứa nhiều nước, quả mọng nước ấy, như là trong quả ớt chuông nhưng mà ớt cay nhá, ớt chuông rồi dưa chuột. Thì đấy là những cái quả mà có tính kiềm, rau cải, rau xanh, đấy là những cái mà có tính kiềm, chúng ta ăn nhiều hơn ở những nhóm thực phẩm đấy, hạn chế những cái nhóm thịt. Thì đấy là cái mà chúng ta sẽ điều trị của cái viêm loét dạ dày tá tràng, hạn chế tất cả những chất kích thích. Ở đây là những cái mà chua cay mặn ngọt, tất cả những cái đấy mà nó đều là cái gia vị, thường nó là những cái gia vị thì nó là những cái nhóm chất kích thích. Ở đây là cái cay, ớt cay thì chúng ta nên tránh ra, nhưng ớt chuông thì ớt ngọt ấy, thì chúng ta lại ăn thì nó rất là tốt, không ảnh hưởng. Thì chúng ta sẽ lựa chọn những cái loại thực phẩm mà chúng ta ăn vào. Ngoài ra nữa thì chúng ta sẽ có một số những cái thực phẩm mà nó có khả năng nó sẽ làm liền được cái vết loét. Thế thì ở đây cái một trong những thực phẩm mà sinh học đang thực sự là nó đang rất là hiệu quả và mình đang bản thân mình cũng đang dùng, đó chính là cái curcumin, cái nano curcumin củ nghệ. Từ cái này nó sẽ, mọi người sẽ hình dung nó có chiết xuất từ cái củ nghệ. Trong cái củ nghệ nó có cái thành phần là nano curcumin, thực ra nó là curcumin đấy. Nhưng mà ví dụ như chúng ta sẽ dùng cái tinh bột nghệ thì nó là curcumin đơn thuần thôi. Nhưng mà curcumin thì thường là sẽ là khó để mà nó hấp thụ qua đường tiêu hóa để mà đi vào trong máu, bởi vì cái trọng lượng phân tử nó rất là lớn. Nên là thường là tại sao rất là nhiều người chúng ta dùng cái tinh bột nghệ hay là nghệ chúng ta dùng với cái mật ong ấy để mà chúng ta ăn ấy, thì nó vẫn có giảm, nhưng mà cái mức độ nó giảm không nhiều, bởi vì nó không hấp thụ được vào trong máu, cái trọng lượng phân tử nó lớn. Nên là người ta sẽ cần có thêm một cái nữa là cái công nghệ nano curcumin, tức là cái phân tử curcumin nó sẽ nhỏ hơn. Và khi mà cái phân tử curcumin nó nhỏ hơn thì nó sẽ dễ để đi vào trong máu hơn của chúng ta. Thì khi mà đi vào trong máu thì nó sẽ đưa đến cái vị trí mà cái viêm loét của chúng ta. Thế thì bản chất của cái curcumin ấy, cái chiết xuất từ cái củ nghệ ấy, thì nó không phải chỉ có mỗi ở cái chỗ dạ dày không đâu, mà nó có cái tác dụng chống viêm rất là tốt. Nó có tác dụng cái đối với nghệ thì nó sẽ có tác dụng là chống viêm trong đông y, hay là kể cả cái việc mà chúng ta đưa nó vào trong việc mà điều trị ăn uống hàng ngày, nó sẽ có cái tác dụng là chống viêm. Thế thì tất cả những cái tổn thương viêm thì nó sẽ là giúp cho cái tình trạng là giảm viêm. Ở đây chính là cái mà chúng ta sẽ có là cái viêm dạ dày, hay kể cả chúng ta cái viêm tá tràng, thì cái curcumin từ nghệ nó cũng sẽ là rất là tốt để nó giúp cho cái việc mà giảm viêm. Cái thứ hai là một số những trường hợp mà viêm khớp thì uống thì nó cũng sẽ là cải thiện, nhưng cái viêm khớp thì cái curcumin thì nó sẽ không hiệu quả bằng cái omega cream. Cái curcumin từ nghệ thì nó sẽ tác động mạnh hơn ở cái chỗ dạ dày so với cái omega cream hơn, bởi vì nó sẽ có một cái công nghệ nó gọi là cái công nghệ hướng đích, tức là trên cái curcumin ấy nó có gắn một cái phân tử hướng đích vào, và khi mà chúng ta uống vào ấy nó gắn cái acid folic, tức là cái acid folic nó rất là nhạy với cái vị trí ở cái niêm mạc dạ dày của chúng ta. Tức cái curcumin thì khi mà chúng ta uống vào nhá thì nó đi vào trong máu, và khi nó đi vào trong máu nó đi khắp trong cơ thể của chúng ta, nó đi vào trong khắp các cơ thể của chúng ta. Tuy nhiên thì khi mà người ta gắn với cái acid folic vào ấy, thì nó chỉ tập trung dồn đúng ở vị trí của dạ dày thôi. Thì đấy người ta gọi là cái công nghệ hướng đích. Thì khi mà nó gắn vào cái dạ dày, nó sẽ làm cho cái tổn thương, cái viêm loét ở cái chỗ dạ dày nó sẽ là giảm đi của cái tình trạng viêm loét ở cái dạ dày. Nên là người ta hay sử dụng cái nano curcumin ấy, mà đặc biệt là cái nano curcumin hướng đích ấy, để trong cái việc mà điều trị của cái viêm loét dạ dày tá tràng ấy, thì giống như là bác sĩ Ngọc. Và cái khi mà chúng ta điều trị của cái viêm loét dạ dày tá tràng, mọi người sẽ để ý nhé, sau một cái đợt chúng ta điều trị của cái HP nó rơi tầm khoảng cỡ là 10 ngày cho đến 2 tuần thì nó sẽ tiêu diệt con HP, và sau đó chúng ta chuyển sang cái giai đoạn là chúng ta sẽ sử dụng những cái thuốc, một là trung hòa cái dịch axit. Chúng ta sẽ thấy là có những cái gói gel ấy, mà màu trắng trắng như sữa ấy, thì thường nó là cái 3 giờ để nó trung hòa cái dịch axit. Cái thứ hai nữa là nó có những cái nhóm thuốc để mà nó ức chế cái dạ dày nó tiết ra dịch axit. Và thường là chúng ta có thể là chúng ta uống tầm khoảng 4 đến 8 tuần, tức là tầm khoảng 2 tháng tiếp theo trong một cái phác đồ điều trị của cái viêm loét dạ dày tá tràng. Chứ nó không phải là uống ngày 1 ngày 2 đâu mọi người nha. Đối với việc điều trị viêm loét dạ dày tá tràng nó khá là nan giải đấy. Nó cần có thời gian khá là dài để mà có thể là điều trị được cái viêm loét dạ dày tá tràng đấy.
Và sau một cái phác đồ điều trị như thế thì có những trường hợp mà chẳng hạn như là cái viêm loét mà nó dễ xuất huyết chẳng hạn, thì người ta thường là người ta vẫn uống duy trì tiếp, chứ không phải là mỗi là 8 tuần đâu, tức là không phải là 2 tháng đâu. Và có những trường hợp mà người ta sẽ uống duy trì sau đấy, kể cả một số những trường hợp cái nguy cơ mà xuất huyết cao ấy, hoặc là những cái trường hợp mà nó đang những cái bệnh nhân mà đang sử dụng những cái nhóm thuốc NSAID, aspirin hay là những cái nhóm thuốc mà corticoid ấy, thì người ta sẽ phải dùng cùng cái đấy, và gần như cái dùng triền miên rất là lâu như thế, thì nó làm cho chúng ta có thêm một số những cái tác dụng phụ của cái việc mà chúng ta dùng triền miên của cái thuốc mà điều trị cái viêm loét dạ dày thái tràng như thế. Thì thường là bác sĩ Ngọc hay tư vấn cho mọi người ấy, tức là trong cái curcumin của nghệ này thì nó sẽ không thể nào mà hiệu quả rõ ràng giống như cái thuốc của chúng ta được đâu. Thuốc uống cái là nó sẽ có thể nó sẽ cải thiện được luôn, nhưng mà về lâu về dài, đặc biệt mà khi mà chúng ta cứ bị tái đi tái lại nhiều lần ấy, thì cái curcumin này nó là một cái sự lựa chọn rất là tốt cho mọi người, bởi vì nó gần như nó không có cái tác dụng phụ gì cả, nó không có tác dụng phụ, nó ngoài ra nó còn có cả những cái tác dụng chống viêm của cái viêm khớp, hay là nó chống viêm trong việc mà dự phòng của ung thư nữa cơ. Thì chúng ta có thể là chúng ta bổ sung nó thì nó sẽ rất là tốt. Thì mọi người ví dụ như bác sĩ Ngọc là bây giờ là bắt đầu chuyển sang cái giai đoạn mà duy trì rồi, thì mỗi ngày uống tầm 1-2 viên, thường là hôm nào mà nhớ thì uống tầm 2 viên, hôm nào mà quên thì tầm khoảng cỡ 1 viên, có hôm thì cũng chả uống. Còn nếu như mà trong cái giai đoạn mà chúng ta điều trị tầm khoảng cỡ 1-3 tháng ấy, thì mọi người sẽ uống một ngày là 3 viên, ví dụ như buổi sáng, buổi trưa và trước khi đi ngủ. Đặc biệt là những người mà chúng ta bị buổi tối mà bị trào ngược, hoặc là chúng ta bị đau dạ dày ấy, mà nửa đêm nó bị đau ấy, thì chúng ta nên làm một cái viên trước khi đi ngủ ấy, thì nó sẽ là giúp cho chúng ta giảm đau ở cái lúc nửa đêm. Thì đấy là một trong những cái mà cái trường hợp mà chúng ta sẽ điều trị đối với cái curcumin như này. Thì mọi người sẽ lưu ý là gì, nó sẽ không hiệu quả giống như thuốc được, nhưng mà về lâu về dài, tức là cái mức độ hiệu quả nó sẽ ít hơn so với việc mà chúng ta uống thuốc, nhưng mà nó sẽ là về lâu về dài thì nó rất là an toàn. Và đặc biệt là sau khi mà chúng ta có thể là chúng ta uống cùng với cái thuốc, hoặc là sau khi mà chúng ta uống thuốc mà nó đỡ rồi mà cứ thỉnh thoảng nó cứ bị đau bị lại ấy, thì thay vì chúng ta uống thuốc thì chúng ta có thể chúng ta dùng cái curcumin như này. Thì đấy là cái mà chúng ta có thể là dùng cái curcumin này, và nó rất là nhạy, nó rất là hiệu quả đối với cái trường hợp mà viêm loét dạ dày thái tràng. Tuy nhiên thì đối với trường hợp mà trào ngược dạ dày thực quản ấy, thì cái hiệu quả nó sẽ là kém hơn. Thì cái cơ chế của cái thuốc này trong cái việc mà trào ngược dạ dày thực quản này, thì nó sẽ chủ yếu nó sẽ tác động vào cái việc mà giảm viêm của cái viêm khi mà cái dịch axit nó bị trào lên. Dịch axit nó trào lên nó gây viêm tổn thương ở cái phần thực quản của chúng ta. Thì khi mà chúng ta uống vào ấy, thì thứ nhất là nó sẽ tác động, nó sẽ là giảm viêm của chỗ thực quản đấy, nhưng mà giảm viêm thực quản thì nó sẽ không thể nào mà hiệu quả rõ ràng giống như là ở dạ dày được, bởi vì ở cái chỗ dạ dày nó hướng đích nó tập trung đến đấy nhiều hơn, thì ở thực quản nó sẽ là ít hơn. Nên là nhiều khi là chúng ta sẽ thấy là cái việc mà điều trị đối với trào ngược ấy, thì nó sẽ lâu hơn, tức là nó vẫn có tác dụng chứ không phải là không, nhưng mà mọi người nên dùng thêm, đặc biệt là một số những trường hợp mà trào ngược dạ dày thực quản ấy, là các bác sĩ là hay cho kê cái nhóm thuốc mà PPI ấy, ức chế cái tiết dịch axit, gần như là uống cả đời như thế, uống cứ hết tháng này qua tháng nọ dừng lại cái loại đau lại. Thì lúc đấy thì chúng ta có thể là chúng ta chuyển sang cái curcumin này, thì nếu như mà nó đỡ thì mọi người có thể là chúng ta duy trì cái này, hoặc là nếu như mà không thì chúng ta có thể là chúng ta uống cả thuốc cả cái này và chúng ta giảm cái liều thuốc đi, thì nó sẽ là giảm cái tình trạng viêm cho chúng ta, sau đó thì chúng ta đầu chúng ta chuyển sang chúng ta duy trì. Thì khi mà duy trì thì nó lúc nào đau, một là lúc nào đau chúng ta uống luôn trong ngày, ví dụ như trong ngày mà lúc nào đau chúng ta có thể là chúng ta cho một viên vào nước chúng ta uống. Còn không thì một ngày mọi người uống tầm 2-3 viên gì đấy, thì đấy là một trong những cái mà chúng ta sẽ thấy nó sẽ rất là hiệu quả đối với việc mà viêm loét dạ dày thái tràng. Chúc mừng các bạn đã xem hết video của Dr. Ngọc ngày hôm nay. Để tránh bỏ lỡ các video tiếp theo của Dr. Ngọc, các bạn có thể đăng ký kênh Dr. Ngọc vào hình tròn chính giữa. Các bạn cũng có thể là xem các video của Dr. Ngọc ở phía bên trái cũng như là các video ở phía bên phải. Hẹn gặp lại các bạn.